Chào quý vị và các bạn. Hôm nay trước mặt quý vị và các bạn là trung tâm mục vụ nhà chung của giáo phận Phú Cường. Tôi cũng được tham gia một tiết mục múa, và hôm nay là đại lễ của giới hiền mẫu Thánh Monica và các bà mẹ của giáo phận Phú Cường chọn bà Thánh Monica là quan thầy, và đây là đại hội của giới hiền mẫu của giáo phận Phú Cường. Các bạn hãy xem những hoạt động của giáo phận Phú Cường nhé. Và thưa các chị em, trung tâm mục vụ của giáo phận Phú Cường chúng ta sau nhiều năm tu sửa đây, và như các chị em còn nhớ đây, là hiền mẫu của chúng ta không có nơi sinh hoạt cố định, 2 năm thì phải chạy sang giáo xứ Bắc Hà thuộc giáo hạt Củ Chi, và 1 năm chúng ta tổ chức ở tại nhà thờ Thánh Giuse, thành phố mới Bình Dương thuộc hạt đây Cường. Trung tâm mục vụ, và năm nay chúng ta lần đầu tiên quay trở lại ngôi nhà chung của giáo phận, và dưới sự hiện diện đầy ưu ái tình thương của Đức Cha Giuse đang ở trong kỳ đại hội giới hiền mẫu giáo phận Phú Cường năm nay, chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chào mừng Đức Cha và cảm ơn Đức Cha. Và thưa các chị em, lễ đài mà chúng ta đang có để khởi đầu cho những sinh hoạt mục vụ của giáo phận từ đây về sau. Hôm nay giáo giới hiền mẫu của giáo phận Phú Cường chúng ta hân hạnh được sử dụng cái lễ đài này và khuôn viên của trung tâm mục vụ này lần đầu tiên để tổ chức đại hội giới hiền mẫu. Các chị thấy mình có hân hạnh không? Hân hạnh, chúng ta bỏ một tràng pháo tay nữa để cảm ơn Đức Cha. Và giờ đây xin kính mời các chị em chúng ta cùng với Đức Cha để tham dự cái nghi thức làm phép lễ đài này để chúng ta sử dụng cho suốt kỳ đại hội. Xin mời các chị em chúng ta đứng nghiêm trang và chúng con xin kính mời Đức Cha. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta họp nhau nơi đây để khai trương lễ đài này và đưa vào sử dụng trong công việc phục vụ cộng đoàn trong những sinh hoạt đặc biệt. Chúng ta hãy sốt sắng tham dự cử hành này, trung thành lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta. Những lời của Người thực sự là thần khí và là sự sống cho chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, do tình yêu hải hà, Chúa đói thương nói với chúng con như là bạn hữu. Xin thương ban ơn Thánh Thần cho chúng con, để khi thưởng nếm sự dịu ngọt của lời Chúa, chúng con được dồi dào kiến thức cao siêu về con Chúa, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Trích sách Nehemiah. 7 giờ, muôn người như một tụ họp ở quảng trường nước cửa, trước cửa nước. Họ xin ông Ezra là kinh sư đem sách luật Môi-se ra. Đó là luật Đức Chúa đã truyền cho Israel. Hôm ấy là ngày mồng 1 tháng thứ 7. Ông Ezra cũng là tư tế đem sách luật ra trước mặt cộng đoàn gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đứng ở quảng trường trước mặt cửa nước, đọc sách luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đọc từ sáng sớm tới trưa và toàn dân lắng tai nghe sách luật. Kinh sư Ezra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc này. Ông Ezra mở sách ra trước mặt toàn dân vì ông đứng cao hơn mọi người. Khi ông mở sách ra thì mọi người đứng dậy. Bấy giờ
ông Ezra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân giơ tay lên và đáp rằng: Amen, Amen. Rồi họ sắp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa. Ông Ezra và các thầy Lê Vi đọc rõ ràng và giải thích sách luật của Thiên Chúa. Nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc. Bấy giờ ông Nehemia tổng đốc, ông Ezra tư tế kim kinh sư cùng các thầy Lê Vi là những người đã giảng luật Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng: Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa, là Thiên Chúa của anh em. Anh em đừng sầu thương khóc lóc. Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc lóc nghe lời sách luật. Ông Ezra còn nói với dân chúng rằng: Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn sàng của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa của chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa đã thành trì bảo vệ anh em. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta ngôi lời đã làm người mà chúng ta phải lắng nghe để chúng ta được soi sáng, nuôi dưỡng nhờ Người và sống trung thành với Người. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin đọc lại câu sau đây sau mỗi lời nguyện. Xin cho lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong chúng con. Xin cho lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong chúng con. Lạy Chúa, xin làm cho các môn đệ của Đức Kitô con Chúa sốt sắng khao khát lời Chúa và trung thành làm chứng cho lời ấy giữa thế gian. Xin cho lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nhờ chuyên cần đào sâu lời Chúa được trở nên nhiệt thành trong đức tin và luôn hướng tới việc lành. Xin cho lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con khi thấm nhuần ánh sáng lời Chúa được biết Chúa và biết mình nhiều hơn, để chúng con đáp lại tình yêu của Chúa và trung thành phụng sự Chúa. Xin cho lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa trợ giúp các thừa tác viên lời Chúa, để những gì họ loan báo ngoài miệng, họ cũng tin trong lòng và diễn tả bằng đời sống. Xin cho lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương kêu gọi loài người từ chốn tối tăm vào ánh sáng kỳ diệu của Chúa. Chúng con phải tạ ơn Chúa vì Chúa không ngừng quan tâm dạy dỗ và thánh hóa mọi con cái của Chúa, và hằng nhắc nhở loan báo cho chúng con những điều kỳ diệu của tình thương Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa thương chung lành và thánh hóa lễ đài này cùng mọi công trình xây dựng nhằm phục vụ dân Chúa. Xin cho những nghi lễ và những sinh hoạt của mọi con cái Chúa nơi đây đem lại nhiều ơn ích xác hồn, giúp họ trở nên con cái đích thực của Chúa và xây dựng tình hiệp thông huynh đệ trong Chúa Kitô, để hướng đưa mọi người về với Chúa là Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
nhiêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.